Thưa quý vị, trong bản tin Nhật ký cuộc sống cách đây một tháng, chúng tôi từng có phóng sự phản ánh về một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây chết người trên quốc lộ 39 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là vụ tai nạn hiện vẫn đang gây ra rất nhiều bức xúc cho gia đình nạn nhân khi đối tượng gây tai nạn vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, hồ sơ vụ án thì lại đang có nhiều điểm sai lệch, thậm chí là không có sự trùng khớp. Ghi nhận sau của VTC 14. Sau gần một năm xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến con trai Lê Ngọc Tráng sinh năm 1994 mất, gia đình ông Lê Quý Cương, thôn Thượng Tài, xã Thành Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa vơi hết nỗi đau. Cầm bộ hồ sơ từ phía cơ quan cảnh sát điều tra chuyển về, ông Cương không khỏi ngỡ ngàng. Khi giữa kết luận điều tra và hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối có sự sai lệch thông tin. Đó là kết luận của cơ quan điều tra là nạn nhân mất ở bệnh viện. Con em không bao giờ mất ở bệnh viện Phố Nối. Nhưng hồ sơ bệnh án lại mất trước khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Lưu trong hồ sơ, gia đình đã tin tưởng và chờ đợi cho đến khi thiếu nhiều chi tiết lấy lời khai của tôi và một vài nhân chứng khác. Cùng với đó, tên nạn nhân Lê Ngọc Tráng nhưng hồ sơ lại thể hiện là Lê Văn Tráng. Điều này khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc. Tội phạm đấy, số này 948 TB. Cái chẩn đoán của bệnh viện Đa khoa Phố Nối ấy là chính xác, khác với cái kết luận trong hồ sơ vụ án. Cho nên là chúng tôi đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là các cơ quan ra văn bản, đề nghị là có văn bản chính thức chỉnh sửa những cái sai sót đó để lưu vào trong hồ sơ và gửi đến những nơi đã nhận được cái văn bản ấy. Thí dụ như gia đình tôi cũng nhận được những cái văn bản ghi như thế thì gia đình tôi còn lưu trữ mãi sau này thì nó đúng sự thật. Cũng theo ông Cương, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nhưng lại không được giám định tốc độ xe ô tô. Đây cũng chính là nội dung mà gia đình ông Cương băn khoăn, có yêu cầu xác minh và được Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên trả lời bằng văn bản số 308 PC09. Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên nói là không có đề nghị giám định. Thế cho nên là ở đây ấy, thì cơ quan cảnh sát điều tra đã không đề nghị giám định về tốc độ. Vì vậy cho nên là Phòng Kỹ thuật Hình sự họ cũng không tiến hành giám định tốc độ xe ô tô. Điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tôi không mong gì, mong tòa án là cứ xử đúng như thế thôi. Đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để cho con tôi nó cũng được thanh thản. Mà tôi là người mẹ đẻ ra cháu, tôi cũng thấy là tôi làm đúng cái sự việc này cho con tôi không phải ân hận gì nữa. Yêu cầu cơ quan điều tra xem xét một cách chính xác và qua đó thì cung cấp những cái bằng chứng, chứng cứ để chứng minh cho cái yêu cầu của mình, để đảm bảo cái kết quả điều tra được khách quan, chính xác và để quá trình xét xử có thể đúng người, đúng tội. Trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2022, trên quốc lộ 39, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, khi nạn nhân Lê Ngọc Tráng đang đỗ xe mô tô biển kiểm soát 89F1-20644 nghe điện thoại ven đường, thì bị xe ô tô biển kiểm soát 89A-23859 do Vũ Xuân Sinh, sinh năm 1996, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến điều khiển đâm va. Hậu quả, nạn nhân Tráng tử vong tại chỗ, thi thể và xe máy bị văng xa hàng chục mét tính từ điểm va chạm. Con thì đã mất, nhưng với gia đình này, nỗi đau có lẽ chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.